Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, lực lượng dân công hỏa tuyến đã tham gia phục vụ với tinh thần quyết chiến, quyết thắng. Bằng ý chí sắt đá và sức sáng tạo, lực lượng này đã lập nên những kỳ tích anh hùng, biến những phương tiện thô sơ thành những phương tiện vận tải tối ưu để cung cấp kịp thời vũ khí, lương thực phục vụ chiến đấu. 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, những thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến ngày ấy chưa bao giờ quên trận chiến, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Và trong những vệt ký ức bị thời gian bào mòn, họ vẫn không quên những đồng đội của mình đã nằm lại nơi chiến trường. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, ông Nguyễn Bá Viết là chiến sĩ phụ trách thông tin liên lạc của đại đội 388, tiểu đoàn 89. Giờ đây mái đầu đã bạc, nhưng những ký ức về cuộc tấn công cứ điểm Him Lam, trận đánh mở màn cho chiến dịch Điện Biên Phủ ngày ấy vẫn còn rõ nét. Những ngày này, khi cả nước hướng về Điện Biên, ông Viết lại nhớ đến những trận đánh ác liệt, và đặc biệt là nỗi nhớ những đồng đội đã nằm lại nơi chiến trường năm xưa. Cái điều mà tôi nhớ nhất mà không bao giờ quên đó là sau cái trận Him Lam đánh ác liệt lắm, mấy một đêm đến gần sáng sau thì chúng ta mới giải phóng được Him Lam, mở đầu cho chiến dịch Điện Biên Phủ. Lúc bây giờ một thời gian rất ngắn thì báo tin là đồng chí Lê Chí Thọ đã hy sinh trong trận chiến đấu Him Lam. Thấy đồng đội, thấy cái tinh thần chiến đấu của anh em bộ đội, không có ai gọi là chủ lý chiến đấu. 70 năm đã trôi qua, những người lính năm xưa nay bước chân đã chậm, đôi mắt cũng đã mờ, nhưng gặp lại nhau trong sự kiện đầy ý nghĩa, cùng nhìn lại những bức ảnh, những vệt ký ức trong họ lại ùa về. Mà vào chiến đấu đảo Thông Hào vào ấy, vâng, xong cái vấn đề chiến đấu có một tổ ba người, khi mà giặc nó bắn ra thì chết mất hai, còn một mình thôi. Thì chúng tôi nghĩ đến các đồng chí, chúng tôi không bao giờ quên được. Là trong cái thời gian đó thì anh em là đoàn kết với nhau, thương yêu đùm bọc với nhau. Đấy, trong khi chiến đấu cũng như là sau khi bị thương xong rồi lại quay về đơn vị. Tình đồng đội đoàn kết gắn bó vẫn là thứ mà những người lính Điện Biên mang theo mình đến tận ngày hôm nay. 163 chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ từ 10 tỉnh thành đã có mặt tại cuộc gặp mặt tri ân tại Thanh Hóa. Những câu chuyện của họ vẫn được thế hệ ngày nay nhắc nhớ và tri ân. Cái việc mà các chiến sĩ Điện Biên, dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong trực tiếp tham gia Điện Biên Phủ, họ gặp nhau và với những câu chuyện của năm 1954 như tái hiện lại trong lòng họ. Đây là một cái dịp hết sức ý nghĩa và mang tính nhân văn sâu sắc. Là dịp để chúng ta bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, tri ân những công lao to lớn, đóng góp hy sinh của các thế hệ cha anh đi trước. Những người lính đã đi qua chiến tranh, với họ ký ức về một thời hoa lửa, giờ như gió quét lá khô. Họ, những người lính nguyên phong thời đại Hồ Chí Minh đã bạch đầu quân sĩ tài, song vẫn là những mảnh ghép sống động về Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, rất đội kiêu hùng sống giữa đời thường, bình dị, an yên.